Từ quý vị, vào khoảng 4 giờ 30 phút ngày 30 tháng 9, hỏa hoạn đã xảy ra tại nhà ông Nguyễn Ngọc Kiên, 52 tuổi, nằm trong con ngõ hẻm tại đường Trạng Thái Thị Bôi, thuộc quận Thanh Khê, Đà Nẵng. Lửa sau đó đã nhanh chóng bao trùm ngôi nhà 2 tầng, mặt sàn khoảng 50 m2. Và khi ngôi nhà 2 tầng bốc cháy, lúc rạng sáng thì 4 người lớn và hai trẻ em đã may mắn thoát ra ngoài nhờ cửa phía sau. Cụ thể rạng sáng ngày 30 tháng 9, căn nhà trong hẻm ở trên đường Thái Thị Bôi thuộc phường Chính Gián, quận Thanh Khê bất ngờ bốc cháy. Lửa kèm theo khói đen bao phủ khiến người dân trong khu phố náo loạn. Mọi người liền chi hô cùng nhau tìm cách dập lửa nhưng mọi nỗ lực đều bất thành. Bên trong thì còn có 6 người mắc kẹt. Nhà ông Kiên thì có hai mặt ngõ, ngoài cửa chính thì còn một cửa nhỏ phía sau. Và khi ngôi nhà bốc cháy, 6 người đã kịp hô hoán thoát ra ngoài an toàn qua cửa phía sau. Cảnh sát phòng cháy cháy đã điều động 4 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường, phun nước dập lửa và đề phòng cháy lan sang các nhà bên cạnh khoảng một giờ sau đám cháy được khống chế hỏa hoạn thiêu dụi nhiều tài sản trong đó thì có hai xe máy hai xe điện nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra làm rõ